Trời ơi, không làm gì được đâu. Chớp đấy, lần này để cho con tấn công ấy, để cho con tấn công liên tục ấy. Tấn công liên tục. Đây là con quay của những trẻ em bây giờ, chúng nó vẫn thường hay chơi ấy. Còn đây là quả cù. Đây là quả cù mình làm từ cây gỗ các bạn nhé, hay là còn gọi là con quay gỗ ấy. Một bên là con quay cái hiện đại bây giờ, và một bên là quả cù của ngày xưa. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm một cái cuộc tỉ thí các bạn nhé, để xem hiện đại hay là ngày xưa nó sẽ mạnh mẽ hơn. Bây giờ mình sẽ cùng tìm một cái chỗ nào đấy mình đấu nó các bạn nhé. Mình đấu cho hai con quay này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi đấu nào. Đầu tiên mình sẽ thử cái độ bền của hai con quay này các bạn nhé, để xem hai con quay này con nào sẽ quay được lâu và bền hơn, con nào sẽ bị chết trước các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình thả hai con quay này xuống nền nhà và mình sẽ xem nó quay như thế nào. Đánh nhau luôn rồi. Đánh nhau. Từ mà đang đấu độ bền mà. Cái này bị con quay gỗ của mình bị hút vào tường rồi các bạn. Để xem đây, khéo. Đây nó đánh nhau rồi đấy, đánh nhau rồi. Đánh nhau rồi các bạn ơi. Đấy. Để xem con nào sẽ bị tắt trước các bạn nhé, con nào sẽ bị chết trước. Đây, mình nghi ngờ con quay dạng con quay Nado, dạng con quay đồ chơi bây giờ thì chết trước rồi các bạn ơi. Đồ cổ bao giờ cũng tốt mà. Đây, các bạn nhìn này, đây. Đấy. Nếu các bạn dự đoán thì con nào sẽ chết trước nào? Thì tôi nhìn đã thì bạn ở chết chứ. Đùa chắc rồi. Ôi không. Cố lên quay cổ ơi. Cố lên cù gỗ ơi. Cây cổ. Con đùa chắc rồi. Kém quá nhở. Để xem con nào. Đây là con quay gỗ còn đang bị hút vào cái thành tường đấy các bạn ạ. Không chắc nó còn nữa. Thua. Nó chết đâu mà chờ từ từ đấy chứ, biết được chứ. Nó vẫn đang quay mà. Đúng rồi, vẫn đang quay này. Nào con nhà này. Con gần nữa. Nó hút nhau rồi các bạn ạ. Với 5 người chiến thắng. Như vậy là con quay gỗ đã chiến thắng hiệp 1 rồi các bạn ơi. Ê, vừa nãy nó bị hút vào tường các bạn. Với lại bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa để xem con nào quay bền hơn các bạn nhé. Rồi, để xem nào. Đây các bạn nhìn quay tít chưa? Đấy, nhưng cụ chờ xem nhé, xem hiệp 2 này thì con nào sẽ quay bền hơn nhé. Nên con quay bên này đã yếu dần rồi các bạn. Đây bên này. Đấy. Đây. Như vậy là nhiều khả năng con quay con quay Nado bây giờ lại thua rồi các bạn ơi. Này yếu dần rồi này. Này các bạn nhìn. Đấy, con quay cái lại thua nhé các bạn nhá. Như vậy là đồ cổ vẫn chiến thắng đồ hiện đại nha các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ dùng hai con quay này mình đấu các bạn nhá. Mình sẽ dùng hai con quay này mình đánh nhau trực tiếp. Bắt đầu.
tấn công mỗi người một lượt nhá. Một lượt này. Đấy. Kinh quá. Ấy. Cố lên anh em, cố lên. Ái da. Ái á da. Ui, trượt rồi. Úi, úi, úi. Chiến không khoan nhượng. Quả đánh trượt thì của con quay Nado đã thua rồi các bạn ơi. Đấy, con quay gỗ vẫn chiến thắng nhá. Cuộc chiến thật là gây cấn. Chơi 5 trận, còn 4 trận nữa để đánh. Mình sẽ đấu hiệp thứ 2 các bạn nhá. Để xem con nào sẽ thắng nào. 2-3. Tấn công đi, ưu tiên cho con tấn công trước rồi. Tấn công cũng trượt rồi. À chà. À, cố lên. Thôi rồi. Thật là kinh khủng các bạn ơi. Vẫn chưa thua. Tấn công cho thua đốt. Xong luôn. Yeah. Hiệp 3 bắt đầu nhá. Hiệp này là hiệp cuối cùng chưa nhỉ? Cuối cùng chưa còn? Vẫn chưa cuối cùng á? Còn một hiệp nữa. Một hiệp nữa à? Rồi. Trận đấu 4 hiệp nhá. Hiệp này hiệp thứ 3. Bắt đầu. Úi. 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 Kinh nhỉ. Tấn công. Úi à. Mày hả bưởi? Đánh cút đi các bạn ơi. Úi giời. Quánh. Á. Kinh nhỉ. Á nhỉ. Yeah. Đánh mấy lần. Đây các bạn ơi. Đấy. Ây. Muốn chiến thắng nha. Công nhận rồi. Và cù gỗ này nó khỏe rồi các bạn. Cù gỗ nhà anh mà có phải cù gỗ buồn đâu. Chả lắm cù gỗ gì nó cù gỗ gì mà mềm nhẹ nhẹ. Ừ. Rồi, hiệp cuối cùng nhá, hiệp này ai mà thua thì phải chấp nhận nhá. Rồi. Không dám bung mũi thì nó mũi đâu. Ừ. Không dám. Bung mũi chứ. Không. Rồi, hiệp cuối cùng nào thì cố gắng. Hiệp cuối cùng đi, bắt đầu. Xóa. Lần này quả cù gỗ sẽ tấn công trước nha. Úi. Một. Ái da. Kinh phết nha. Úi, trượt rồi. Úi. Đấy, sắp thua rồi các bạn ơi. Đấy. Con thua chắc rồi, con phải đánh đội đánh úp được, đánh úp tròn luôn. Con phải tấn lần 2 mới xong bố. Ấy. Đánh đi. Ấy. Bây giờ là cho nó là thua nào. Bố đi. Ồ, thế là cuối cùng là con quay gỗ bị chết trước các bạn ạ. Rồi bài kia vẫn không chết. Yeah, mình đã thắng rồi. Hiệp này hiệp cuối cùng nhá. Không, bố bảo là 2 hiệp nữa. Chịu thắng thế, chơi bẩn thế. Chơi nhiều vẫn thích. Mấy hiệp rồi, 4-1 à, rồi đúng không? Mấy tháng có 1 hiệp rồi đúng không? 5 hiệp rồi, 5 hiệp nhưng mà hiệp thứ 5 hiệp con thắng. Rồi, bắt đầu đấu nào. Còn 2 hiệp nữa. 2 hiệp, còn 2 hiệp nữa. Chúng ta chuyên nó chuẩn bị búng mũi nào. Một thì ấy ấy à ấy giờ mày lê về à sẽ là cái mày chứ không có bay vào đây rồi á giờ yeah thấy chưa để chết một lần nữa sẽ
lần hai là bố thua luôn. Con nói chưa? Ồ, sắp chết rồi, sắp chết rồi, không được lần hai nữa rồi. Làm nha. Đấy, 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 á dạ, trụ gớm nhờ. Á dạ, ấy, gần ánh gần hăng kìa. Ấy, ấy, ấy. Anh biết đâu ra anh Giang. Anh Giang vẫn thua kìa, thấy không? Chắc còn lìa thuật thiệt. Không thể tin được các bạn ạ. Các bạn nhìn đây này nó. Nó đánh con quay kìa nó có. Đây các bạn nhìn đây nó có xương kìa này. Này nó có những cái cờ nó vánh. Chém vào đây các bạn này, thành vết ở trên con quay gỗ này này. Đấy. Đấy lắm, hôm nọ nhá, mình đánh nó vỡ luôn cái củ gỗ của bố mình. Đồng hóa lên con tí. Đó là ảnh nét vỡ bố rắn này. Như vậy là giữa hai con quay này các bạn ạ, con quay truyền thống và con quay hiện đại. À, giữa bên này là bên quả củ con quay bằng gỗ mình tự làm. Và bên này là cái con quay mình mua ở ngoài cửa hàng bán đồ chơi. Qua cái video này thì mình cũng đã thử. Thứ nhất là về cái độ bền để quay ở dưới nền đều nền phẳng cả giữa hai con quay này, và đều thử hai lần thì cái độ bền của con quay gỗ này nó quay đều chiến thắng cái con đều chiến thắng cái con quay hiện đại đấy các bạn nhé, đều chiến thắng cái con quay dạng con quay Nado này. Mình không biết con quay này là con quay gì nhưng mà thấy các trẻ con bây giờ toàn xem những cái con quay Nado các thứ ấy. Và qua đấu mấy hiệp ấy thì có đánh nhau trực tiếp ấy thì con quay gỗ này nó cũng chiến thắng hết các bạn, nó áp đảo luôn. Đấy, và là đây một cái trò chơi dân gian mình kết hợp lại cái này. Hôm nay mình làm một cái video để gửi tới mọi người, gửi tới các bạn xem thôi. Mình cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để xem hết cái video này của mình. Nếu các bạn thấy cái video này hoặc các bạn có một chút gì gợi nhớ về cái trò chơi mình đã từng chơi thì hãy cùng chia sẻ và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Các bạn nhớ đừng quên like, đăng ký và ủng hộ cho kênh của mình với các bạn nhé.